bây giờ mình thử nha, coi kiếm nó có bén không nha. 1, 2, 3. Rồi. Bén thì các bạn ơi. À, bây giờ thử tiếp tục nha, đâm vô cái này. Ngộ Không sẽ quay review các loại đồ chơi ánh sáng công nghệ mới nhất hiện nay nha các bạn đó. Thì hôm nay Ủa? Đây đâu vậy? Hello các bạn, nó quay trở lại kênh YouTube của Ngộ Không nha. Các bạn thấy không? Chớp mắt một cái là đã mấy tháng rồi không quay clip cho các bạn xem. Thì nói chung thời gian nó cho qua rất là nhanh các bạn ơi. Thì thời gian rồi á là Ngộ Không phải đi diễn nè, giờ đi làm kiếm tiền nè, nói chung rất là nhiều việc nên là có ít có video ra. Thật ra nhiều khi đi diễn á, gặp được rất là nhiều các bạn fan hâm mộ, và nói chung là những các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Ngộ Không từ rất là lâu luôn rồi, kể cả những các bạn nhỏ nè, bạn lớn nè đó. Và có những cái video mà ba mẹ đã gửi cho Ngộ Không đó, gửi cho Ngộ Không. À, đây, đây, bây giờ thử xem một cái video nha, đó. Chú Lan Sang có ngoài đời không? Ha. Chú Lan Sang ở đâu? What? Tân Nhi Phi. Vậy ví dụ để hô biến chú Lan Sang xuất hiện ngoài đời thì con sẽ như thế nào? Con có vui không? Có, con ôm luôn. Con ôm luôn hả? Không ôm. Có. Con thích chú Lan Sang lắm hả? Dạ. Tại sao con thích? Tại đi giải hả? Ý là rồi chú Lan Sang còn làm gì nữa? Còn quá trang thành gì nữa? Vậy đó hả, chú Thanh Sang làm vậy đó hả? Đó. Thì đó, các bạn cũng thấy không? Tất cả các bạn nhỏ gần xa đều ủng hộ kênh của Ngộ Không, nên Ngộ Không phải quay lại để làm YouTube cho các bạn xem đó. Thì đó, lâu quá rồi không quay lại, râu ria mọc tùm lum già luôn đó. Đó. Râu Ngộ mới trời râu luôn. Thật ra thì Ngộ Không đang quá thân một cái nhân vật mới nữa. Mà cái nhân vật này thì để dành cho sắp tới cho dịp Halloween, những cái chương trình mà thường mà bút xô Ngộ Không á, rồi sau Ngộ Không sẽ quay lại với nhân vật Tôn Ngộ Không. Và nhân vật này đó, các bạn đoán được ai không? Thì Ngộ Không vẫn làm Ngộ Không thôi, nhưng mà cái nhân vật này là bổ sung thêm để cho gọi là thay đổi mới một xíu nha các bạn. Thì các bạn cũng biết rồi, thời gian cho qua nhanh thì cái gì cũng thay đổi, và thời đại buổi công nghệ hiện nay có rất là nhiều cái mới đó, có nhất là nhiều màn ảo thuật mới mà liên quan tới công nghệ, đó là công nghệ ánh sáng đó, có những cái ánh sáng rất là đẹp đó. Bây giờ hôm nay Ngộ Không sẽ quay review các loại đồ chơi ánh sáng công nghệ mới nhất hiện nay nha các bạn đó. Thì hôm nay sẽ quay cho các bạn xem này là cái gì các bạn. Biết không? Đây là một cái bông hồng đó, bông hồng có led đó, và có những cái hay hơn nữa. Bây giờ các bạn nhớ đón xem hết cái video này nha. Ok, để coi cái này là gì vậy ta. Tinh 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 tinh. Thì nói chung là hồi nãy giờ á, Ngộ Không đang mặc cái trang phục Ngộ Không mà không có đúng với cái nhân vật, thì bây giờ mình sẽ thay đổi trang phục nha. Mình thay đổi trang phục. Ví dụ mà Ngộ Không mà mặc trang phục Dr. Chen sẽ ra sao các bạn? Bây giờ Ngộ Không sẽ thay đổi trang phục. Đây. Tên 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 rèn để lấy trang phục vô cho các bạn xem. Đây. Đó. Đây là trang phục gì nha, đố các bạn nha. Đó, nãy giờ nhìn cái râu cũng đoán được rồi ha. Đó. Đó. Đây là trang phục của nhân vật gì trong phim đó, đón 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 các bạn comment phía dưới nha. À, rồi bây giờ Ngộ Không sẽ mặc cái trang phục này nha, các bạn cùng đếm nha. 1, 2, 3. Hôm nay Ngộ Không được biến thành nhân vật khác rồi các bạn. Bây giờ biến cái nữa nha. Ô, biến.
Ước mơ của Ngộ Không làm Dr. Chen đã thành công. Đó, các bạn thấy thì sao ạ? Và đây tiếp theo. Và oh no. Mất tiêu rồi. Đây tiếp tục nha. Rồi, cái này màu gì các bạn? Có màu đỏ, màu đỏ, màu xanh. Đây, bỏ cái này vô đây. Wow. Ok, lấy ra. Quăng vô, lấy ra đó. Đây, cái tủ nằm đây. Rồi, ok. Cái màu xanh ở đây nè, lấy ra nè. Tiếp tục nha. Đây là một thanh kiếm LED nha các bạn. Đây. Đây, đeo cái này vào. Rồi, và hôm nay Ngộ Không sẽ biểu diễn những màn phép thuật với ánh sáng cho các bạn cùng xem nha. Đây, à, đây. Bây giờ sẽ thổi móng lên. Và cột lại. Cột lại nha. Và bây giờ đây là viên ngọc ánh sáng, sẽ lấy ra. Ok, ok, và bây giờ đó, ok, nãy giờ bị lỗi pin nha, Ngộ Không mới thay xong rồi. Rồi gấp lại sẽ thành một cái gậy như ý là, cái cây này giá hình như một chỉ có 50k một cây thôi các bạn đó. Đấy, mày rất là đẹp luôn nha. Đó. Rồi bây giờ quay nè, quay được luôn nè. Quay luôn. Cảm ơn các bạn ơi. Hỏi cho nó ngồi vớt nha. Và bây giờ thử tiếp tục nha, đâm vô cái này. Và
cái luôn á. Đợi Ngộ Không xíu nha. Các bạn đếm nãy giờ được mấy trò ta, và còn rất là nhiều trò mới nữa nha. Thì sắp tới là Ngộ Không sẽ gửi đến các bạn nhân dịp Halloween rồi đó. Đó là những cái màn ảo thuật dưới ánh sáng đây rồi. Thì video đến đây là cũng dài rồi các bạn ơi. Các bạn nhớ bấm like và subscribe kênh của Ngộ Không nha. Và các bạn muốn đặt thử thách gì hoặc là cái gì mới thì hãy comment phía dưới kênh YouTube của Ngộ Không nha. Thì bây giờ cho các bạn xem một đoạn video nha. Đoạn video thì Ngộ Không đã quay cách đây cũng lâu rồi. Bây giờ Ngộ Không sẽ chiếu đây cho các bạn xem nha.